Xin chào các bạn, hôm nay mình sửa cái bếp filler này. Hôm trước mình có đến nhà khách hàng sửa, nhưng mà khi mà fix cái lỗi quạt Visley nó đang bị lỗi, tức là tín hiệu xung đưa ra mở quạt nó cứ nhấp nháy chứ nó không cố định. Chính vì thế hôm nay phải trở về nhà, bởi vì hôm đấy là 11 rưỡi đêm rồi, thành ra là phải trở về nhà để sửa. Thì hôm nay mình đã fix cái nỗi quạt đấy, cái nỗi F3 và nỗi E2. E2 là nỗi cảm biến trên và F3 là cảm biến của nhôm sò IGBT nhé. Thì mình đã fix hai lỗi đấy. Cái thứ nhất là xung ra từ vi xử lý ra dành cho cấp cho quạt. Xung nhấp nháy không đều. Bình thường là điện áp cấp ra 5V, từ 2V đến 5V thì qua điện trở nó tụt xuống 0,6V để cấp cho con 8050 để bật mở quạt. Nhưng mà khi quạt đóng ấy, nó chỉ còn được có 10V thôi, mà trong khi quạt là 18V. Chính vì thế cho nên nhiệt yếu nó không làm mát tốt, sinh ra lỗi E2 cả hai bếp, nhất là thời tiết nóng là lỗi E2. Chính vì thế cho mình fix cái lỗi đó bằng cách là đấu cho nó một con tụ song song một cái đường tín hiệu ấy, đấu tụ xuống đất để làm sao để khi mà xung ra tối đa là tụ nó sẽ giữ cái đỉnh xung, nó bồi cho dung lượng tụ là lớn một chút để nó giữ cái đỉnh xung đấy, để nó lại xả ngược lại vào chân B của con 8050. Khi nó xả ngược lại thì đỉnh xung nó vẫn là cao, thế là nó chỉ nhấp nhổm không đáng kể. Đấy, chính vì thế nha, các cái xung từ vi xử lý ra thấp thì nó sẽ không tính, và khi nó chỉ nạp khi đỉnh xung cao nhất, và lúc đó thì bóng bàn dẫn 8050 mở cho quạt là tối đa. Đấy là fix cái lỗi mà xung từ vi xử lý ra bị lỗi. Cùng một lúc hai bếp bị failure này, cho nên là đều xung vi xử lý bị như thế. Cái thứ hai nữa là cái lỗi F3 là lỗi làm sao ở cái cảm biến trên này, nó cái chân cái con MCU để IC MCU trên bo ấy, thì failure là người ta lại không hàn trực tiếp IC xuống mạch, mà người ta cắm qua một cái chạm cắm. Chính vì cắm qua chạm cắm nhưng mà chân chạm cắm nó là bằng sắt, cho nên là nó bị hoen gì, thế là hai cái chân tiếp điểm nó bị tách ra khỏi thiếc, nó không tiếp xúc, cho nên khi mà chạy ở nhiệt độ thấp nó không sao, nhưng mà chạy ở nhiệt độ cao là nó bị tách chân ra nó báo lỗi. Nó chỉ cần thấy cảm biến đứt, tách chân là sẽ coi như cảm thấy bị đứt, thế nên là báo lỗi. Và fix được hai cái lỗi của nhà sản xuất này, và bây giờ là bếp đã chạy ngon lành rồi. Đây mình chạy một lúc để xem bên này nó có báo lỗi E2 với cả F3 nữa không. Lỗi F5 là lỗi bị đứt cảm biến trên, khi tháo bỏ cảm biến trên thì nó báo lỗi F5. Còn F3 là cảm biến nhôm, E2 là quá nhiệt. Đun được một lúc rồi đấy, được 4 phút rồi. Chưa thấy báo lỗi nhá. Hôm trước là khi mình đến ý, thì bên này đun chưa đầy 1 phút đã báo lỗi, bên này thì bên này đấy chưa đầy 1 phút báo lỗi, còn bên này thì được 3 phút báo lỗi. Nhưng bây giờ là đun đến 4 phút ở cao nhất này. Mình bật chế độ boost này. Boost là dòng ăn đến 2,5 kg. 2,57 kg. 2,57 kg này là dòng nó lên 11,8A. Thì bếp vẫn hoạt động ok nhé. Bút là để làm gì, để chỉ khi nào mình đang cần gấp thì mình mới dùng cái bút thôi.
còn hạn chế không lên dùng bút nhé. 2 ký 56. Đối với bếp thông minh nó sẽ có chế độ là khi mà nhôm của sòi GBT quá nóng nó sẽ giảm công suất dần. Nhưng đây nó vẫn đang ở 2,56, mình vừa fix quạt lên 17,5 rồi, cho nên là quạt nó làm vẫn làm mát rất tốt cho. Đây, hơi nóng đang ra đây này. Hơi nóng toát ra như này, có hơi ra, có hơi nóng ra thì có nghĩa là tản nhiệt tốt nhé. Ok, bên bên này ổn rồi. À, mình chuyển sang bên bên này. Khá là nóng. Để bỏ tránh cái đèn này. Nào, chạy chín này. Bếp này thì lát nữa mình phải đi mình lấy dung dịch để mình vệ sinh cái mặt bếp. Mặt bếp nhầy nhầy mỡ kinh lắm. Mà khách hàng này người ta bị lỗi cái bếp này, người ta gọi cho mình xong rồi cũng phải đến 2 tuần, hơn 2 tuần rồi. Người ta bảo anh để em mang xuống cho anh sửa giúp em, nhưng mà mãi không thấy người ta mang xuống. Thế là hôm đấy người ta nhắn bảo anh lên xem giúp em, thì thế là hôm đấy lên xong rồi sửa muộn quá, fix được lỗi lọ lại phát sinh lỗi kia. Thành ra 11:30 đêm mà thôi, để anh chờ về hôm nào anh chờ lên. Nhà người ta có cái bếp đôi này mà để 2 tuần không dùng, cuối cùng phải dùng cái bếp hồng ngoại đơn, dùng suốt trong 2 tuần liền. Đấy, chạy mấy phút vẫn chưa báo lỗi. Bật bên này, bật bút nha. Bên này bút cũng lên được 2570W. Để bút một lúc xem nó có bị lỗi không. Bởi vì cái bếp này là bếp âm cho nên là mình mới vừa phải bắn cho nó cái chân, 4 cái chân cao su, để cho đặt lên bàn này nó không bị cái lỗ thoát hơi ở dưới này này, để nó thoáng cái đáy. Nếu mà lắp âm thì nó sẽ lộ đáy ra thì nó thoáng. Để trên bàn này phải lắp 4 cái chân vào cho nó. Ok, gần hết nước rồi, mình cạn chỗ nước rồi. Ok, bếp đã hoạt động bình thường nhé. Đây là thời gian này, chỉnh thời gian này, đây chế độ hâm này, hâm nóng này. Cạn nước rồi cho nên mình phải tắt đi, không nó cháy mất cái nồi của mình. Ok, vậy là mình đã fix lỗi cái bếp viewer là xong nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video rồi. Mong các bạn để lại một like, một chia sẻ để fanpage ngày càng phát triển và vững mạnh hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.